Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Phẩm Bốn Thánh Đế Thứ Tám Bốn Thánh Đế là gì? Tức là khổ tập diệt đạo. Nếu y theo Bốn Thánh Đế mà tu hành, thì sẽ chứng quả nhập vào dòng thánh. Đế nghĩa là khảo sát trần lý. Phẩm này là phẩm thứ tám trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là Phẩm Bốn Thánh Đế Thứ Tám. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa Kim Cang, dưới cội Bồ Đề thành Phật rồi, thì ứng Pháp Thân Đại Sĩ thỉnh cầu Ngài diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Đức Phật ở trong 21 ngày diễn nói Kinh này rồi, mới đến vườn Lộc Uyển vì năm anh em kiều trần như mà ba lần truyền Pháp Luân, thị truyền, khuyến truyền, chứng truyền. Người thượng căn thì thị truyền liền chứng ngộ, người trung căn thì khuyến chuyển bèn ngộ đạo người hạ căn thì chứng chuyển mới khai ngộ tôn giả kiều trần như khai ngộ trước nhất sau đó bốn vị kia cũng khai ngộ phật nói với năm vị thì kheo rằng đây là khổ tánh bức bách đây là tập tánh chiêu cảm đây là đạo tánh khả tu đây là diệt tánh khả chứng đây là thị truyền pháp luân lại nói đây là khổ ông nên biết đây là tập ông nên đoạn, đây là đạo ông nên tu, đây là diệt ông nên chứng. Đây là khuyến truyền Pháp Luân, lại nói đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là đạo ta đã tu, đây là diệt ta đã chứng, đây là chứng truyền Pháp Luân. Do đó, biết khổ dứt tập mộ diệt tu đạo, nghĩa là phải biết khổ, phải đoạn trừ tập, phải hâm mộ cảnh giới tịch tĩnh phải tu hành con đường của bậc thánh nhân đây là ý nghĩa đại khái về bốn thánh đế bộ kinh hoa nghiêm này nói cho các pháp thần đại sĩ nghe các bồ tát hoan hỉ nghe tỉ mỉ về pháp bốn thánh đế cho nên phật thích ca mâu ni bị tầm thiết thiết nói tỉ mỉ về đạo lý bốn thánh đế và tên của thánh đế trong mỗi thế giới mỗi thánh đế nói ra mười danh từ làm đại biểu Tại sao phải nói 10? Vì 10 là biểu thị ý nghĩa trùng trùng, vô tận, vô tận trùng trùng. Nghĩa lý kinh Hoa nghiêm là như thế, pháp này là tận hư không biến pháp giới. Nếu muốn chiếu soi thật tướng của các pháp, chiếu soi cảnh giới hoa nghiêm thì phải chân thật tu hành, nghiên cứu sâu vào Phật pháp.